Đồ gỗ Phạm Gia xin kính chào quý khách, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ Phạm Gia nhà em. Hôm nay xưởng em trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng cùng toàn thể mọi người đang xem video của xưởng trên kênh YouTube cũng như trên website của xưởng đồ gỗ giá gốc.com, trực thuộc công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia. Một bộ bàn ghế phòng ăn 8 ghế, một bàn tròn như trên màn hình quý vị đang thấy. Đây là một bàn tròn 8 ghế. Một mẫu bàn tròn 8 ghế đang được xưởng em mô phỏng trong một không gian phòng ăn nhỏ nhỏ. Đó. Bộ này thì bao gồm 8 chiếc ghế đơn, một chiếc bàn tròn. Đây ạ, 8 chiếc ghế đấy. Toàn bộ là được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, gỗ gõ. Em xin lỗi quý vị, đây là gỗ gõ, 100% là gỗ gõ. Đây là vân gỗ tự nhiên đây. Quý vị có thể thấy là vân gỗ tự nhiên của gỗ gõ khá là đẹp. So với hương đá thì gỗ gõ nó không thể nổi bật và vân nó đẹp được như gỗ hương. Về chất liệu gỗ thì nó cũng rất là cứng cáp và chắc chắn. Đó. Đây là mẫu ván tràn. Đây, mặt ghế toàn bộ là mặt nguyên tấm, không hề chốc ghép nhé. Quý vị có thể thấy đây, tất cả các mặt ghế đều là mặt nguyên tấm hết. Và vách tựa lưng, cái phần vách tựa lưng thì em đục mẫu hoa hồng. Mẫu hoa hồng, đây là mẫu ghế hoàng gia đục hoa hồng rất là đẹp và sang. Mẫu ghế này thì những năm gần đây được rất nhiều quý khách ưa chuộng, nhìn nó rất là sang. Đặc biệt là mặt đằng sau đây, đây là mặt đằng sau của ghế. Xưởng em cũng đục cả mặt đằng sau như mặt đằng trước thì sang, làm rất là cẩn thận và đẹp nhé. Đó, quý vị có thể chiêm ngưỡng. Một điểm cực kỳ quan trọng và đáng lưu ý đó là cái phần chân so của ghế này. Chân so của ghế thì xưởng em làm liền với cả cột đấy, liền với cái cột này để đảm bảo trong quá trình sử dụng quý vị khách hàng nếu có ngồi nghiêng. Đây, nếu quý vị có ngồi nghiêng này, trụ bằng hai chân này thì cái ghế này vẫn đảm bảo độ chắc chắn, khỏe khoắn, không sợ bị bửa đằng sau ra, nguy hiểm đến người sử dụng. Đó, đây là cái tính chất đặc biệt là trong phần kết cấu mà những kỹ sư, những người thiết kế ra mẫu ghế này của công ty nội thất Phạm Gia đã phải tính toán hết khả năng trong quá trình sử dụng. Đó, quý vị lưu ý. Và đặc biệt là cái phần chân trụ của bàn nữa, em cũng xin giới thiệu luôn. Cái mẫu bàn tròn này thì thường chỉ làm là một chân trụ thôi, và chân trụ này thì xưởng em làm là chân trụ đường kính là 18, đi kèm là 4 cái sàng, 4 cái kiềng. Đó, giữ cái trụ rất là chắc chắn. Và bên trên, đây phần bên trên thì các bạn thấy là có các cái xà đỡ này. Đó, nhìn rất là sang. Và phần là mặt bàn, mặt bàn này thì có đường kính là 1m37, rất là to, hay là đường kính 1m4. Nếu bé hơn một chút thì quý vị có thể lựa chọn mặt bàn là một đường kính là 1m3 để sử dụng cho những phòng ăn nhỏ, và có thể sử dụng ghế ít hơn là 6 ghế. Đây là đang là một bộ 8 ghế, một bàn tròn do công ty đồ gỗ Phạm Gia sản xuất và phân phối ra thị trường. Đối với những cái hàng tiêu dùng chất lượng cao như này thì xưởng em cũng làm hàng ván tràn và chọn gỗ lựa vân rất là cẩn thận, đục hai mặt trước và sau như nhau, tham khảo cực kỳ là sang. Đấy, đây là mặt đằng trước. Đây, hiện tại em sẽ quay lại các bạn sẽ thấy đây là mặt đằng trước này. Đấy, rất là đẹp. Đó, nếu bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với cả xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia theo hai số hotline này là 0972 971 555 hoặc 084 2827 555. Nếu quý vị ở gần thì vui lòng đến trực tiếp cơ sở tại địa chỉ là Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở 2 là Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Nếu quý vị ở xa không có dịp đến xưởng thì có thể tham khảo trực tiếp trên website là xưởng đồ gỗ giá gốc.com. Trên đó xưởng em có đăng tải đầy đủ các mẫu mã sản phẩm để quý vị tham khảo. Xưởng xin cảm ơn mọi người đang theo dõi video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.